Mình tên là Minh Phương. Mình vừa làm hai hàm răng sứ ở nha khoa An Tâm. Mình rất là hài lòng. Mình biết đến nha khoa An Tâm là từ người quen, do nha khoa An Tâm làm form rất đẹp nên mình chọn An Tâm. Hoàn toàn bình thường, chỉ có hơi sợ thôi, hơi run thôi chứ được chứ không có đâu. Có bạn nào chưa tự tin về hàm răng của mình hoặc là có dự định làm răng sứ thì các bạn nên đến nha khoa An Tâm, vì mình đã trải nghiệm và thấy rất là ok.